Các bạn, hôm nay thì cũng là tình cờ đến shop đàn của Oanh, được làm quen với Oanh chủ tiệm đàn và làm quen với các bạn như Nguyễn Trọng, quen với Quang Bồn, rồi anh Đợi, Đợi ở bên lớp nhạc Hà Trắng. Rồi, mình tên Hoa ở thứ 6 Hải Đơn Vị, phương 15-40. Ok, rất vui được làm quen để tặng cho các bạn một bài nhạc rất hay của Ngô Thiên Viên được mang tên Điểm Phút Cuối. Xin mời các bạn thưởng thức. Giới thiệu địa chỉ luôn anh. Đây là cái receipt của quán tiệm đợt của Nguyễn Văn. Địa chỉ sản xuất là ở 81 Nguyễn Thiện Phường, phường 2, quận 3. Xin mời các bạn đến đây để tham khảo và mua đàn nhạc cụ ủng hộ bạn Văn nhé. Xin chào, see you again. Cảm ơn Nguyễn Thiện, bye bye.